Tên nhà Đức này. Đây hôm nay thì tận cảnh đây, bàn giao cho anh trai nhá. Cái đôi đèn pha Hyundai này. Đây buổi chiều thì mình đã có hứa với bác là lấy cho bác đôi đèn mới Hyundai HD xịn, nhưng mà vì mình lại quên mất. Thì ở nhà mình còn một đôi đèn pha hàng mới nhưng mà bị chân bị vỡ. Đây thì hôm nay mình bàn giao quả bóng xịn cho bác ý này. Đây bóng này bóng ghép Manly xịn theo xe các bác nhá. Đó, làm cái video để chứng minh luôn anh nhá. Là bóng xịn luôn nhá, anh lắp vào cho em phát. Đây, đây, anh xoáy nặng đấy. Đó. H1 đây bên này nhá. Đó, Hyundai thì nó sẽ có hai loại bóng H1 và H7. Đó, đây. Đây đang chạy tiếng lắp rồi bóng đèn nó các bác nhá. Đấy, đây, mình sẽ lấy tiếp cho quả bóng H1 cho bác ý nữa. Đây, hôm nay thì mình đang làm cái video vì bán cho anh trai thì cũng ở rất là xa Hà Nội. Đấy, anh ấy ra Hà Nội thì anh ấy muốn mua một đôi đèn pha Hyundai xịn để chế vào con Đông Feng. Đấy thì buổi chiều có điện cho mình. Thôi còn đèn pha mới không thì mình bảo bác ấy là mình còn. Nhưng mà vấn đề là thật ra thì mình còn nhưng mà mình không nhớ ra, thì thành ra mình không kiểm tra thì bị hết mất. Thế là còn một cái đôi đèn pha hàng mới đấy, nhưng mà lại bị hàn chân mất rồi. Có nghĩa là mình mới nhưng mình vận chuyển ấy, quá trình vận chuyển bị vỡ các bạn, bị rơi ấy. Thế là nó bị kiểu như là giờ gãy chân thì mình hàn ngon lành hết rồi, pha xịn Hyundai đó. Ở đây mình đang lấy mấy cái quả bóng xịn hàng ghép Money của Đức nhá, để lắp vào cho anh ý nhá. Đây bóng pha H1 đây anh, H1 xịn luôn này. Những cái bóng mà hộp như này tại sao ấy, nhiều người hỏi mình là tại sao bóng mình bán bảo là xịn mà không có hộp. Thì qua cái video này cũng nói luôn với các bác luôn là cái bóng này là hàng bóc xe ra. Đây đó, đây nhá, xịn 100% này. tí gì mai anh cầm cái gì anh xịt ra cho em phát. Hôm nọ chắc là tháo cái đuôi nó chui vào trong. Đây là bóng xịn 100% ghép Money nha các bác nhá. Đó, ghép Money này, bóng xịn 100% này. Đấy, đây nha các bác nhá, bóng xịn 100% này. Thường pha đèn này nó sẽ có hai kiểu bán hàng. Nếu mà những cái hàng mà thị trường Việt Nam mình ấy, khi về thì nó sẽ đầy đủ hết cả bóng như thế này. Nhưng mà về thì các cơ sở hoặc là các đầu mối nhập khẩu lớn họ sẽ bóc ra. Họ bán theo làm hai giá, ví dụ như giá mua đèn không thì sẽ rẻ hơn thị trường một chút. Còn nếu mà các bác mua combo cả bóng như thế này thì đắt hơn một chút. Đó, thì hôm nay thì mình đang lắp luôn cho anh đôi bóng xịn luôn nhá. Đấy, lắp đôi bóng xịn luôn này. Đấy, đây là đôi pha. Ok cho anh lắp vào kia đi anh. Xin nhan tiếng lắp sau anh ạ. Đó, đây. Quả pha này là xịn sò các bác nhá. Nhưng mà đây, nó bị như này này, do quá trình vận chuyển này, thế là bị cái vỡ, mình hàn lại ngon lành hết rồi. Đây, lắp đôi pha vào ngon lành luôn, mới đét luôn các bác. Đây, mai anh xịt cho em ra anh ạ. Mai anh sang đẩy xuống xịt thôi ấy. Anh xịt cho nó chui ra. Đây, mình lại lắp ba cái lắp tiếp quả pha. Anh lót đây nha, cho nó đỡ sức cái mặt đó. Đây, lại đang lắp nút cái quả bóng H7 nhá. Bóng pha Hyundai thì nó sẽ có hai quả H7 và H1. Đấy, thế nên là các bác mua bóng đèn thì đây là bóng xịn theo xe, hàng ghép Money của Đức này. Đấy, mình nói lại nhá, tại sao là bóng xịn mà lại không hộp? Thì như mình đã giải thích rồi là tất cả những chiếc đèn pha về Việt Nam như này thì nó sẽ có hai kiểu bán hàng. Một là người ta sẽ bóc cái hai cái bóng này ra và người ta bán rời. Đó, thì họ sẽ bán giảm giá tiền cái đèn pha này đi. Còn hai là người ta sẽ bán theo kiểu là com lê, có nghĩa là để nguyên bóng đèn trong pha và bán một cái giá cao hơn. Đấy, thì mọi người mua bóng pha này mọi người phải lưu ý nhá. Đấy thì mọi người hỏi mình tại sao bóng pha nói với mọi người là bóng xịn mà lại không có hộp. Thì những cái bóng đèn này không có vào thị trường thì nó ở đâu ra? Thì là nó ở trong những cái pha đèn này ra, hàng chính hãng Hyundai sản xuất, đặt bóng xịn của Ghép Money của Đức sản xuất cho Hyundai các bác nhá. Đây, Ghép Money này đó. Thì đây mình đang bàn giao cho anh ấy lắp hai quả bóng xịn vào pha đèn đấy. Còn bán pha này thì nó sẽ có hai kiểu các bác nhá. Đấy, thế nên ra là khi các bác hỏi đèn pha thì các bác lưu ý cho mình về cái giá combo là full cả bóng đèn nó khác, mà cái giá mà không có bóng đèn bên trong nó sẽ khác nhau. Đấy, thì mọi người hỏi tại sao có những cái bóng xịn mà em nói với anh bóng xịn tại sao không có hộp, mà mua những cái bóng bên ngoài lại có hộp. Người ta cũng bảo xịn lại có hộp, thì đấy là có các bác phân biệt qua cái video này cho mình nhá. Còn đây, đây là anh ấy mua đôi bóng này là để lắp vào xe Hyundai, lắp vào chế vào xe Đông Feng, vì đèn của Đông Feng thì các bác biết đấy, tức là tối
Mà cái bài toán mà độ đèn pha Hyundai này sang đèn ông phe ở Ovo thì rất là nhiều các bác lắp rồi từ trước đến nay rồi. Mình đã có mấy cái video quay cho mọi người xem rồi. Cái này thì mình không độ được, cái này phải ra tự gò hàn cơ. Mình chỉ bán thôi, được chưa anh? Ok anh lắp đít vào đi anh. Em lấy lốt cho anh hai của bóng xi nhan. Bóng xi nhan đó, đây mình sẽ lấy lốt bóng xi nhan nhá. Đây bóng xi nhan thì nó là bóng mút tóc. Đây bóng mút tóc thôi. Xi nhan thì nó chỉ bóng mút tóc bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Đặc biệt là cái bóng pha và cốt thôi, hai cái bóng chính thôi. Đây. Đây, anh xỏ cho em phát. Đấy. Đây, còn nắp vào xe nào thì đây, cho các bác xem luôn, xe của anh thì đây. Đấy nhá, lắp vào xe này các bác nhá. Đây là mình cho các bác xem này. Anh ý độ, thái độ toàn bộ ở đây. Đó, anh trai thái độ toàn bộ cái mai anh trai về Hưng Yên. Thì anh ý ra đây bốc hàng Hà Nội suốt mà, không ai chạy vào tuyến này. Thì anh ý sẽ phá hai cái đôi đèn này đi. Bỏ hai đôi đèn này đi. Và khoét toàn bộ đèn Hyundai vào đây. Đó, thì mai cái anh trai chạy qua đây một lần nữa, mình sẽ cho các bác xem cái video 2. Nó lên sản phẩm cho xe của anh trai. Đấy, con này là con hổ vồ các bác nhá, hổ vồ siêu trúc. Con này thì đời chắc là thấp rồi, con này chắc là rơi vào đời tầm khoảng 20 mấy thôi. Đấy, vì những chiếc xe này thì nó cực kỳ, cái đèn của nó quá, nhìn đèn của hổ vồ này nó cực kỳ là tối luôn, chóa bên trong nó ố hết rồi, chóa bên trong ố hết rồi. Đấy, đây cả hai bên chóa ố hết rồi. Mà bây giờ thì các bác biết đấy, đèn led rồi đèn này nọ ABC mà cơi lưới bên ngoài thì gần như chạy bây giờ là bị công an phạt hết rồi. Thế nên ra là bây giờ mọi người chỉ có zin thôi, còn là mọi người độ vào và làm sao mà nó vừa fit ở bên trong cái bát đờ sốc mà không bị lộ ra bên ngoài thì lúc đó thì mới gọi là ok trên đường được. Đấy, pha đây các bác này, ố hết rồi đó. Đấy, thế là mình lại về nhá. Đấy, ok không anh? Được chưa anh? Một chân hay hai chân này anh xoay đầu ấy. Anh con này mấy chân anh? Không được, anh nắm một chân thôi. Anh nắm một chân thôi. Anh hai chân không được, hai chân vào không được. Anh thảo đầu đi được, đó. Đó, anh gần nó xuống ấy. À không, không được, con này không được. Anh gần cho em con kia xem được không? Cả hai con đều không được anh. Thế thì em lấy anh chân lệch, con này chân lệch rồi. Đấy. Đấy, con này của nó là chân lệch giống, đúng rồi. Cái này đề cao của nó là bóng một chân nhưng mà chân lệch 12V này. Ôi may thế, may là còn, cứ tưởng là hết. Đấy, màu vàng chân lệch đó, con này thì chuẩn luôn rồi đó. Thế lại đúng bài rồi đó. Không đi học hả bé? Năm nay lớp mấy tuổi rồi? Ừ, 14 tuổi quá. Đúng không? 14 tuổi sao bé thế? Này nó hai chân à? Đâu anh? Đây. Anh lấy cái nào vừa anh cắt đi. Đâu? Cái này anh. Cái này. Hai chân cũng được không sao? Anh cho hai chân cũng được mà, đầu hai chân là một cũng được mà. Nó là đờm mi chả quan trọng, hai lửa anh dí vào giống nhau, còn mát thì cứ lấy một chân là được. Đó. Đấy, đang tự cảnh đấy nhá, đôi pha xịn này. Đào Hyundai xịn luôn này. Đấy, pha xịn Hyundai thì mình đã có cái review cho các bác rồi. Hàng xịn của nó thì đây, khỏi cần phải phân biệt rồi. Đây, đây các bác bóc cái góc này ra này, các bác nhìn này. Đây, bóc cái góc ra nhìn, các bác nhìn này. ADMC, mã đây, thông số đây. Còn đồ tàu thì nó cũng sẽ làm giống như này, nó cũng sẽ có thông số như này. Nhưng mà nó sẽ không có chữ ADMC. Đấy các bác nhá, nó không có chữ ADMC. Đấy, và đặc biệt nữa là cái tem quyền lực này nó sẽ không bao giờ có. Đây các bác này. Đâu rồi, cái tem quyền lực đâu rồi? Con này chắc lại dán bên ngoài hộp rồi. Con này chắc dán ngoài hộp rồi các bác. Nó có cái tem Mobit cơ. Nhưng mà đây này các bác nhìn cái lắp này. Lắp vừa khít luôn này. Đấy. Ok chưa anh? À không, anh con này vào đấy. Anh đảo lại cho em đi, nó vào vừa khít mà. Anh đảo lại đúng chân của nó, chân to ấy. Anh nhìn cái cựa to ở đấy. Đó, đó. Chuẩn luôn. Rồi. Đây. Anh
Anh xem coi coi lệch không? Lệch anh cho đúng lệch. Ủa, con này lệch, lệch anh ạ. Con này thẳng. Con này thẳng ạ, con này bóng thẳng. Con này là bóng kia anh ạ. Đấy, bóng thì các bác để ý thôi, nó sẽ có hai loại chân lệch và chân thẳng. Hai tóc và một tóc. Đấy thì mọi người cứ để ý và mọi người bắt thôi đó. Rất là hay luôn nhá, đây. Anh lấy gì em? Sau hay trước? Xin nhan đây rồi em, đây á. Bên nào, bên nào? Bên phụ đấy. Đây, phụ đây luôn. Chính nó. Đây cánh giữa đây thôi. Em thỏa thay em bỏ anh nghỉ cây ra con. Đây thì anh xem cho máy, anh chả nhớ giá. Nhiều khi cũng không nhớ giá luôn. Con gì đâu em? Ok. Đây. Có cần hóa đơn không em nhỉ? 400 của em thôi. 400 cơ? Dạ. Hay lấy 300 mà. Không, cái xi nhan này là hàng đẹp. Nó có mấy loại cơ. Hàng này em nhìn cái mạ của nó màu vàng 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 thế này. Của nó là vàng tươi này. Nó còn có mặt sau của nó đây này, nó là màu xám. Nó còn một loại hàng rẻ tiền hơn nữa thì nó là màu vàng vàng kiểu như là vàng vàng đỏ. Rẻ hơn thì anh không có mất rồi. Xi nhan này nó có mấy loại cơ. Đây là hàng này gọi là hàng cao cấp thôi. Chứ không phải hàng chính hãng đâu. Chính hãng nó đắt lắm. Mặt của nó là mặt màu vàng vàng tươi này, nó đúng theo xe luôn. Nó còn một loại rẻ nữa là màu vàng vàng đỏ và đằng sau cái gáy này của nó hơi bạc lên, nó không đậm như này. Yên tâm đi anh, không thể thắt đâu. Nó có giá thôi. Xi nhan. Anh bớt em 2 chục thôi. Lấy 38. Anh em còn gần nhau nhiều, yên tâm không thể thắt đâu. Tôi đến bớt em 20.000 thôi, chẳng may em bớt thì anh bớt em 20.000 thôi. Còn gì đâu không nhỉ? Có cần hóa đơn không? Đó, các bác ơi, đây nhá, hôm qua cũng quên không review cái xi nhan này. Đấy, xi nhan này nó có mấy đời cơ. Không phải mấy đời, em quên các bác là mấy loại cơ. Thank you em, rất là nhiều. Đây. Đó, đang review về cái đèn của anh trai thì lại bán cái xi nhan luôn. Đây, các bác nào xem qua video này thì... Cái đèn dưới của cái Hino, cái vỏ đèn là bao nhiêu anh? Anh có đèn pha chứ. Đây, đèn pha của em đây, Hino đây, anh có luôn đây. Không, từ đèn nó bé hơn cái này. Không, của nó đấy. Chính là của nó đấy em ạ, không sai đâu. Không, của nó đấy. Em nhìn thế thôi. Khi lắp lên là nó như này đấy. Cái đấy của nó đây, anh thấy pha đèn của Hino. Con đấy pha mắt sọc mắt trong. 1.2 triệu em ơi. Pha mắt mắt sọc. Hàng đẹp đấy. Hàng depo luôn đấy. Cầm cho anh cáp có gì sao alo cho anh nhá. Anh cảm ơn nhiều. Mấy gương đẹp, gương gì cũng có anh. Đầy đủ hết mà. Phụ tùng Hino em cứ alo cho anh. Đầy đủ hết, không thiếu cái gì luôn. Cái bóng này nó màu trắng à, xi nhan nó màu vàng đỏ. Đâu anh? Đây là bóng này nè. Anh đảo đi. Thế là không vào được, hai cái này không vào được. Đâu rồi, cái nào màu vàng anh? Em lại lấy cho, cái này bị màu vàng, thiếu một cái màu vàng được đúng không anh? Ok, để em lấy cho. Quả một tóc màu vàng. Rồi, một tóc màu vàng chân cân. Một tóc màu vàng chân cân. Là mình thập cẩm các bác nhá, cái gì cũng buôn. Đấy, anh em đi qua đây mà ủng hộ mình thì cái gì cứ alo cho mình thôi. Mình không chuyên về một dòng. Anh béo đưa cho bố xem vừa không? Mình ở đây thì mình chuyên tất cả các dòng các bác nhá, không chuyên một loại dòng. Đây béo ơi, béo đưa cho bố một chân này. Đấy, xem có chuẩn không? Chú ý là chuẩn ở đây. Ai mình sẽ dọn cái đống này vào cho nó đỡ vướng. Đây các bác nhìn này, đồ đạc, đuôi đèn cái thứ vất lồm nhồm, 25. Đấy, nhiều khi bới cái đống này ra mình cũng bới cái đống này ra mình cũng lười kinh luôn đấy. Đây lẩm cẩm đó các bác ạ, còn mấy cái sọt như này ở nhà nữa cơ. Đấy, chân của cân không anh, hay là chân lệch anh? Con này vẫn là lệch anh. Con này vẫn là lệch, thế thì đơn giản. Đợi em tí, đây em sẽ chế cho anh bà lại một phát được luôn. Đây,
Đây là một trong những cái bài gia truyền nếu mà các bác bị lệch chân nhá, các bác làm cái bài này theo em này. Đây, mài một chân đi. Nói chung là ở đây thì mình bán hàng, mình thấy các bác độ đéo nhiều, mình cũng học được kinh nghiệm của các bác thôi. Những cái món kiểu như là qua qua gọi là sơ chế, chống cháy rồi là khắc phục những cái điểm mà đại khái như mà không dùng được thì mình lại mài cho một cạnh đi, dùng một cạnh vẫn bình thường các bác nhé. Ok anh cài vào đi anh. Cái này là 1m2 à chú? Đúng rồi bé bạn, chuẩn luôn, đâu 1m thôi. Vâng không, em mài tiếp đi tí nữa. Trên tàu à? Tàu, độ đít. Kèn tàu độ đít. Độ đít hơi, à độ màng. Cái này mấy trăm? Con đấy là 750. Đây, kèn tàu loại 1 thì chú bảo phân biệt đây này. Cái loa này nó dày này, búng nó dày hơn cái loa thường, cầm cái đít nó nặng hơn. Còn phím đồng ấy à? Ừ, bên trong là làm phím rồi. Đó, thế là xong, hoàn thiện. Thôi pha đèn. Đấy. Ok anh cứ để hết đây, tí em cất hết thôi. Rồi, xong hết rồi. Rồi, tuyệt vời rồi. Cái kia thì mai về cắt rác đi thôi anh ạ, để một rác thôi. Đó. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Đâu anh? À không, cái này thì các em không đụng chạm đâu, của nó như này đấy, keo nó dính ra ngoài đấy. Cái đấy thì em không đụng chạm luôn. Tất cả cái mặt pha này em không hề đụng chạm một tí nào luôn. Nhưng mà bóc mặt pha này rồi thì mất zin. Toàn bộ đây là keo của nhà máy nó trơm ra, không phải là mình đụng chạm đâu anh nhá. Còn mình chỉ có hàng này thôi. Đây, mình cắt đồ các bác nhá. Đó, giờ là thu dọn đồ. Cắt vào đây. Rồi, ngon luôn. Chuẩn luôn. Đấy, sau đây cắt đồ các bác nhá. Lại công cuộc dọn đồ. Đây, bóng đèn, bóng led, cái thứ là mình đầy đủ hết các bác ạ. Không thiếu cái gì luôn. Đây, cái nhật nhất là có hết các bác nhá. Đấy, nói rồi các bác làm, nếu mà mình mà làm cái video thì truyền một cái khay đồ này thôi, nó phải mất tầm khoảng mấy tháng hết cái khay đồ này, vì nếu mà để review một cái món đồ. Rồi, đây. Selfie. Cắt luôn. Đây, bóng nào mình có hết các bác nhá. Led lùng rồi, xi nhan một tóc. Bóng này thì mình có tức là có loại bóng từ H1, H4, H8 rồi H9, H nói chung là bóng gì mình có. 242 có hết các bác. Anh nhìn ký hiệu ấy. Đó, đúng rồi ạ, chuẩn ạ. Chuẩn luôn anh ạ. Cái đấy là không hề đụng chạm nhá, béo nhá. Cái đấy là do nhà máy thôi. Cái đấy mà đụng chạm là chúng phải lói luôn. Cái mặt này mà bóc ra là coi như mất tác dụng, mất zin đấy. Vì keo này của nó keo xịn nhà máy, chạy còn 4-5 năm không bờ bị nước vào trong. Hai cái mặt này là zin nhất. Còn cái keo này là, đây là nhà máy nó làm chờm. Nhà máy nó làm chờm đấy anh ạ, chứ không phải là do mình tác động đâu. Anh cứ yên tâm, em bán thì em nói như nào em bán đúng như thế, không bao giờ em nói điêu. Em mà bán sai là các bác cứ tẩy chay ngay. Đấy, em mà bán sai rồi là em bị tẩy chay ngay. Anh biết là mạng xã hội kinh khủng như nào mà em làm những cái video này là thực tế luôn, không có lồng ghép, không cắt ghép nhá béo nhá. Cứ quay như nào tí béo lên video đúng như thế luôn nhỉ. Lên sóng là đúng như thế luôn. Không cắt ghép và cũng không gọi là dựng lại video, mà mình quay như nào mình quay thực tế luôn. Kể cả các bác chê hay phê bình các thứ thì mình cũng sẵn sàng luôn, vì nó là thực tế thôi. Chứ mình cũng không gọi là bia hay gọi là
gọi là cắt những cái đoạn hay vào đây làm gì cả. Vì mình cũng muốn đi bán lại mà mình chọn những cái sản phẩm mình nói cho được. Mình chọn những cái sản phẩm tốt nhất, mọi người cái đánh giá sản phẩm tốt thì mình buôn về mình bán tiếp, sản phẩm không hay thì mình sẽ dừng lại. Đó. Ờ bạn à. Lấy cái thùng đi. Lấy cái hộp bà anh, lấy hộp bà anh. Bán cho rồi. Gieo gì chung nhỉ? Này. À lấy tiếp à? Cái răng chống ồn đấy á. Đây bạn. Bạn cứ ra đo đi xong rồi. Bạn cứ ra đo đi, trong tí giờ tôi sau. Cắt luôn à? Kéo tôi để ở bên ngoài ấy. Chết rồi. Bác Bèo ơi, vứt tạm lên xe cho vào túi lông được không? Vứt tạm lên xe cho túi lông được không? Hộp em vứt đi hết mất rồi. Hộp trên gác vứt đi hết rồi. Cho túi lông được không? Được. Theo túi lông bác nhá. Đây, này cho bác Bèo túi lông to luôn. Đây. Đây, anh cho ở đây chúng em thấy. Rồi ok bạn. Có lấy gì được không? À, lấy đèn cho. Đèn tôi quên rồi. Nhưng mà chạy xong thấy được không? Thấy đỡ không? Ổn không? Em hơn à? Thật không anh? Mẹ tưởng chém gió chết giờ. Hai cái răng kia thay chưa Trung ơi? Hai cái răng kia thay chưa? Thay chưa? Thay răng kia chưa? Thay một cái rồi, hôm nay mới thay một cái. Thế à? Cái đấy đơn giản mà. Răng vắt ra được luôn. Còn cái đóng cái răng này vào công nhận là chuẩn không? Nó đỡ hơn nhiều không? Êm hơn à? Cửa êm hơn đúng không? Nhưng mà chạy nó có bị ù và gió luôn vào nữa không? Đỡ hơn đúng không? Rồi lắp phần dưới cánh để lượn dưới. Lốt đoạn dưới luôn. Đoạn dưới lắm rồi. Ok. Tại vì cái phần đấy là khi nó ù mà chạy nó văng nó vào rồi cái kẽ đây. Này lắp nốt cho nó hết luôn. Ok. Mình lắp thử xem thế nào. Được. Xong có gì có làm cái cảm nhận. Hai cái đèn cản rồi. Dạ, ok đây ạ. Ok nhá, hôm nay mình sẽ dừng cái video này đây để làm lúc công việc. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhá.